Vâng, xin chào các quý vị, 617 người mà có 307 cái like. Ê, các anh chị hãy nghĩ sao? Tôi đọc lại cái bình luận của cô này. Bình luận này 38 phút trước. Không, 1 triệu tôi trả anh 1 triệu rưỡi lận. Tôi chuyển khoản đến 1 triệu rưỡi. Khi tôi chuyển khoản xong á, thì cô ấy chặn luôn Zalo của tôi. Bây giờ người ta đang cá cược cái lời thề của cô kìa. Cô hãy trả lời đi. Cô có dám cá cược là đem gia đình của mình ra với cái lời thề độc như vậy hay không? Và hiện nay tôi là mạnh thường quân của cô ấy. Quý vị nghĩ sao? Với cái bình luận riêng chị Trần Hồng Thanh, chị nói không đưa thông tin của tôi cho ai chửi bới cả. Vậy thì chị hãy cùng tôi lập lời thề độc. Lời thề độc này biết đã nói ra, chị và tôi không thoát khỏi đâu. Một là chị hối hận cả đời cho cái sự khốn nạn vô đạo đức của chị tạo ra. Hai là chị tức giận thì tôi không ủng hộ chị nữa. Mất đi một ít tiền phải trả lại mà chị sân hận tạo ra nghiệp. Cô tôi trả cho cô, mà tôi còn trả đến. Cô đòi 1 triệu, tôi trả cho cô đến 1,5 triệu lần mà. Cô nên nhớ rằng, nếu tôi sợ mất một ít tiền nhỏ này, chắc chắn tôi sẽ không trả cho cô. Bởi vì những cái thông tin cô nhắn tin cho tôi hoàn toàn vu khống, sỉ nhục xúc phạm tôi. Rồi những cái lời cô nói, nó thuộc về cái bản tính nóng cá tính của tôi rồi, không thể nào thay đổi được. Cô lấy cái quyền gì mà cô bắt tôi phải sửa những cái cá tính của tôi? Tôi trả lại cho cô ở đây là bởi vì cô nói với tôi cô phải nhịn ăn sáng, nhịn tiêu xài để tặng cho tôi 1 triệu. Tôi không thể nào làm ngơ trước những cái lời nói đó của cô. Một người mạnh thường quân đã giúp mình trong lúc khó khăn 1 triệu đồng, thời điểm đó rất là lớn. Thì bây giờ cái người ấy họ gặp khó khăn, tôi đâu có làm ngơ được. 100% tôi không trả cho cô đâu. Với cái lời nhắn của cô trong cái Zalo, tôi không trả cô, chẳng có làm gì được tôi. Bởi vì tôi không xin cô, tôi không biết cô là ai đâu mà tôi đi xin. Cô tự nguyện cô trao tặng tôi. Đây, để tôi lại cái số tiền 1 triệu đó. Chơi cái kiểu mà cạn tàu ráo máng đó, qua cầu rút ván đó. Cô bịa đặt, cô vu khống xúc phạm tôi bằng những cái tin nhắn dài ơi là dài. Tôi đọc là tôi mắc cười rồi, tôi thấy không đúng rồi. Nhưng mà tôi lướt cái câu kết, nếu như cô không nói cô nhịn ăn, nhịn xài nhịn mặc để tặng cho tôi số tiền đó, 100% tôi bảo đảm với cô không nhận được 1,5 triệu của tôi đâu. Nhưng mà tôi không thể nào làm ngơ. Lúc mình khó khăn cô giúp đỡ, cô tặng cho tôi. Bây giờ cô khó khăn mà tôi không thể nào giúp cô được. Vì vậy hiện nay tôi đang là mạnh thường quân của cô. Mà cô nói ở trong này á là mất đi một ít tiền phải trả lại sân hận. Trời ơi, tôi nói thật với cô luôn á, nếu mà sân hận thì tôi cương quyết không trả. Cô làm gì tôi, cô chẳng làm được cái gì tôi hết. Đúng không nào? Nếu tôi sân hận, tôi không trả cô làm gì tôi? Bởi vì rõ ràng tôi đâu có xin cô. Tự cô cho, xong rồi cô tự bịa đặt ra vu khống xúc phạm để lấy lại số tiền. Nếu không, không trả. Không xin nhưng mà than. Ra Hà Nội, hai chuyến đi Hà Nội, chính cô khán giả này nói rằng là cô này than với chúng tôi là bây giờ đi Hà Nội chi phí tốn kém nhiều quá, nào là tiền xe, tiền ăn uống, tiền nước non, tiền lo bao cho những người đi theo, tốn tiền nhiều quá. Nhưng mà từ cái chỗ than này cho nên những người trong cái chuyến đi Hà Nội và kể cả là khán giả ở ngoài Hà Nội, người ta cũng đã lo cái khoản chi phí này rồi, từ ăn uống cho đến trà nước người ta cũng tự nguyện lo rồi. Chính như cái cô này cũng đã tự nguyện cống hiến 1 triệu để hỗ trợ thêm ăn uống cho các người rồi thì còn đòi hỏi gì nữa. Đấy, không xin nhưng mà than. Xin cứ nghĩa là xin khéo. Bây giờ họ cho mình rồi thì quay sang là phủi bỏ. Một cái con người mà coi như là dông ơn bạc nghĩa như thế này. Thấy không? Trong khi là kinh phí mình đi thì người ta cũng đã lo chuẩn bị sẵn cho mình rồi. Người ta đã xoay rất là nhiều rồi. Cần chỉ có 1,000 thôi mà người ta xoay đến là 3,000 rồi. Thì trong cái kinh phí trong chuyến đi đó là bao nhiêu? 3,000 đâu phải ít đâu. Vậy mà còn than vai khóc mướn, còn than khổ cho rằng là chi phí nhiều quá. Cho nên những người này mới động lòng trắc ẩn mà hỗ trợ thêm. Người ta hỗ trợ cơm nước chi phí 10 triệu vậy là quá rồi, chứ còn cô còn đòi hỏi cái gì nữa. Mà bây giờ sau khi mà cô không làm được việc cho người ta thì người ta lên tiếng đòi lại thì lại cô lại trách mắng cho rằng là cho rồi không có quyền đòi. Gớm ghê không? Cảm với hoàn cảnh khó khăn của cô, dứt khoát tôi không trả thì cô làm gì tôi? Cô nói tôi sân hận. Nói về cái sự khốn nạn vô đạo đức thì hãy để cho khán giả người ta nhận xét là tôi khốn nạn vô đạo đức hay chính bản thân cô. Cô không ủng hộ tôi thì tôi buồn thật đấy. Nhưng mà cô chỉ là một con én, không có làm nên nổi một cái mùa xuân. Cô thấy một con én nó bay ngoài trời không? Không có làm nên nổi một cái mùa xuân. Và sẵn đây, cảm ơn quý vị khán giả đã quay lại
đăng ký ủng hộ. Bởi vì cái lượt hồi lúc trước, cái lượt khán giả mà quay lưng với lại kênh YouTube của tôi á, gần 300 người. Hai kênh cộng lại đó gần 300 người. Nhưng hiện nay cái lượt đăng ký trở lại đã hơn 200. Chỉ còn khoảng có mấy chục người thôi. Và tôi cũng xin cảm ơn nhiều. Thế à, thầy đọc. Vậy bây giờ tôi hỏi cô nè, sao cá khác biết cô? Biết tên, biết tuổi, biết mặt, biết mũi cô ở dưới ở đâu ngoài Bắc? Trong cái tôi là không biết. Tôi chỉ biết là cô ngoài Bắc. Tôi ra Hà Nội có đời nào tôi gặp được cô. Tôi chỉ nhìn cái đất thay đổi ở bên, nhìn cái avatar cô thôi, là tôi nói vậy thôi. Sao cá khác biết rằng cô? À, ở Gia Lâm. Tôi đâu biết cô ở Gia Lâm. Ra ngoài Bắc lần đầu tiên. Thì làm sao tôi biết được cô ở Gia Lâm? Mà cô đi hết kênh này đến kênh kia bình luận, bình luận chửi rất là nhiều. Đầu tiên tôi cứ nghĩ là thầy Đậu Anh Minh là nam. Cô chửi tôi rất, chúng tôi rất là nhiều. Ở kênh của Trần Tâm, tôi có chụp hình ở Zalo nè, kênh của anh Phi Long, kênh của Lão Đại, những cái kênh đối lập. Cô bình luận cô chửi rất nhiều. Mà tôi cứ nghĩ cô là nam, không nghĩ ra được. Thì khi cô chửi như vậy, với những lời vô văn hóa tục tiểu như vậy, thì người ta sẽ để ý đến cô. Thì người ta biết thôi. Nếu như cô tham gia mạng xã hội này, cô không hùng hùng hổ hổ bình luận chửi bới xúc phạm chúng tôi, thì ai mà biết đến cô? Thế con người của cô có xứng đáng để tôi đem ra thề không? Không dám thề chứ không phải là không xứng đáng. Cô có xứng đáng không? Người ta đã tuyên bố lấy gia đình của mình ra để cá cược cái lời thề này. Có nghĩa là cô không dám cá cược cái lời thề này. Cho nên cô chối bỏ chứ gì? Chứ gì? Thế sao cô bình luận vậy? Tiền thầy bịa đặt ra đòi một cách, bịa đặt xúc phạm ra để đòi. Hiện nay tôi là mạnh thường quân của cô. Tôi chuyển đến 1,5 triệu cho cô. Mà cô lại bắt tôi thề. Cô có biết tại sao mà tôi không trả lời cho cô? Bởi vì tôi thấy cô rất việc quá. Thôi bữa ơi em gái à, hãy tập trung mà làm ăn buôn bán đi. Đừng tối ngày lê lết tham gia mạng xã hội, đi hết kênh này kênh kia bình luận. Bình luận cái kiểu vô văn hóa như vậy á, thì làm sao mà làm giàu nổi cho gia đình, đúng không nào? Tôi nguyện đọc tin nhắn của anh đi. Nói vậy nhanh quá, ủa tin nhắn của anh có gì vậy? Phải học cách làm giàu của cô học sĩ này đúng không? Cách làm giàu bằng cách là ăn mày người ta. Ông cô này rất hiếu chiến nha. Tên cho mẹ đặt cho mình chị Loan, vậy mà đi thay đổi tên thầy Đậu Anh Minh. Vậy là hiểu rồi, người này không đáng em ấy nữa. Bỏ xà rách đi không, em nói là lần cuối cùng chị. Vì cô nàng này hiếu chiến kinh khủng. Trời em chẳng đích này thì hả? Nghe em các bạn, trong khi cô đọc đi đọc lại cái lời thề này 2 lần rồi, cô cũng đã thấu hiểu sâu cay rồi. Người ta dám đem gia đình cá của mình ra để cá cược cái lời thề này thì cô tại sao cô không dám chơi? Rõ ràng cô đã làm sai trong vấn đề này. Vậy mà cô vẫn khăng khăng phủ nhận cho rằng là tôi không bao giờ đưa tin nhắn này ra, thông tin cá nhân ra. Đấy, nếu không đưa thông tin cá nhân thì chấp nhận lời thề này đi. Thì tại sao lại phủi bỏ rồi coi như là lòng vòng như vậy? Sao nữa? Đâu rồi? Không. Vậy bây giờ sao? Tôi thề hả? Các anh chị thấy sao? Thề đi. Một con người như vậy có xứng đáng để tôi thề không? À. Bởi vì một khi cái lời thề mình bỏ ra, đấy, thấy không? Phải dùng cho người xứng đáng. Không dám thề chứ không phải là... Với cái người không xứng đáng thì có nên thề không? Đây, cháu trở ghê không? Hết đòi vô nhà tôi, rồi là công ty tôi quậy. Rồi bây giờ lại đòi là bắt tôi thề. Kêu phía dưới á, kêu các fan ủng hộ tôi thề. À, em gái, em tên là Nguyễn Thị Lành, cái đích thầy Đậu Anh Minh. Rồi em nói em ăn gì gì đó. Em à, cái lời thề của chị chỉ dành cho người xứng đáng. Thứ nhất, cái lời thề của chị là dành cho đầu người đầu tiên đứng trước bàn Phật. Chị thề, và xin giảm tuổi thọ. Đó là dành cho cụ Lê Tùng Vân. Đó, ba xạo chưa? Các bạn còn nhớ vô trong một cái ngôi chùa mà năm 2026 người ta mới hoàn thiện, người ta mới đem thần Phật về đó để mà thờ, thì lúc đó là ngôi chùa đó mới là gọi là linh thiêng, có sự chứng giám chứng kiến của thần linh. Cô đã đến ngôi chùa không một bóng người, ngôi chùa người ta đang xây dựng chưa có sự linh nghiệm của thần linh, thì cô đem cái lời thề nó ra để
thề rằng là tôi, nếu như mà tôi nói cụ Vân lùng lưng, tôi nói gia đình cụ Vân thế này thế kia, thì tôi xin lấy 10 năm tuổi thọ của tôi dâng hiến để bù đáp lại cho cụ Vân. Một cái sự tráo trở gớm ghê không? Bây giờ tự cô nhắc khẳng định lại đó. Hôm nay cái lời thề cá cược từ cô khán giả này, tại sao cô không dám nhận đi? Chị thề là không có loạn luật. Chị xin lấy tuổi thọ của chị giảm bớt để kéo dài tuổi thọ của cụ Lê Tùng Vân, để cho cụ Lê Tùng Vân được minh oan, được làm sáng tỏ về cái vấn đề loạn luân mà bị báo chí đăng. Với cái mong muốn của chị là cụ Lê Tùng Vân đi xuống dưới suối vàng, gặp lại gia đình dòng họ, không phải tụi thân, đứng trước cái bàn Phật tổ chị thề. Trời ơi, đứng rồi. Đứng ở đâu ngồi ngõ, đâu ở ngồi mà túc ngồi hành lang ngồi xa lắc xa lơ mà thề cái gì mà cho rằng đứng trước cái bàn Phật tổ. Nghe nó gian xạo quá, nghe nó không thực tế, mà trong khi cái ngôi chùa nó không có thần linh, ngôi chùa người ta chưa cúng kiến, chưa nghinh thần Phật về đó, mà lấy cái gì ở đó, nơi đó mà chùa mà thờ mà thề. Cô cũng chọn ra được cái ngôi chùa đó cũng hay đấy chứ, chọn ngôi chùa đó để lấy cái lời thề đọc đó ra. Thề là sẽ dâng hiến 10 năm tuổi thọ cho cụ Vân. Thề rằng cô mà nói rằng là người thiền am loạn lưng thì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, gớm ghê không? Thề một cái lời thề nó rất là trăn tráo, nó rất là giả tạo, nó rất là sai với lại lương tâm của mình. Đấy, như vậy bây giờ là cô hãy chấp nhận cái lời thề này đối với một người khán giả này đây, người ta dám cá cược và dám khẳng định như vậy. Thì tại sao mình không dám khẳng định cái lời thề của mình để chứng minh rằng là mình là con người bị vu khống, chứ là lại không dám chấp nhận đi. Yeah. Gặp lại gia đình dòng họ, không phải tuổi thân. Nghe chậm chậm rồi để cảm nhận được cái cảm giác cái đứng trước cái bàn Phật tổ chị thề, cái sự giả tạo. Bởi vì cụ Lê Tùng Vân rất xứng đáng, người thứ hai mà chị không nói trên mạng xã hội, mà chỉ nói riêng với cái người đó, là nếu cần chị thề, chị sẽ thề trước cái bàn thờ của Thiền Am bên bờ vũ trụ, cho người khác quay phim lại, ghi âm lại cái lời thề của chị để gửi đến riêng cá nhân của người đó. Lúc đó không nói lên. Nghe cái dòng điệu nó rất là giả tạo phải không các bạn? Có dám vô trong thiền am thề không? Có dám hay không mà bây giờ lại lôi hai cái từ thiền am ra đây để mà bán cái, để mà ăn mày nữa đây? Hả? Rõ ràng là cô mượn cái hình ảnh của người thiền am để mà tôn vinh cho cái niềm tin của mình. Như vậy nếu có một người mà dám thề thì cô hãy thề đi, chứ đừng có lôi thiền am vào trong cái vấn đề mà thề thốt thị phi như thế này. Cô làm những cái chuyện như vậy là nó quá là xúc phạm, ảnh hưởng đến người thiền am rất là nhiều rồi đấy. Bây giờ lại nói rằng là nếu thề thì vô trong thiền am thề, thấy các bạn không? Rõ ràng là có như âm mưu để lấy thiền am ra để ăn mài thêm một lần nữa, để cảm hóa được cái lòng thương của cộng đồng đấy. Người thiền am có liên quan gì cái vấn đề này mà cô lại đem cái thị phi này vào trong thiền am để chứng giám cho cô? Cô có 10 cái lời thề, có đi nơi đâu cũng không có ai mà chứng giám cho cái lòng thành giả dối của cô đâu. Nghe cái giọng điệu là đủ biết là nó trăn tráo, nó giả tạo như thế nào rồi. Trên mạng xã hội, thấy không? Đó là vô thường. Là một bác sĩ đấy, là một thạc sĩ. Cái giọng điệu nó rất là giả tạo. Và hiện nay ở Canada, vô thường này chính là vô thường ở trong cái trend Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì cái anh này ảnh nhắn tin, anh nói chị dám thề đọc trong cái bàn thờ cúng ở Thiền Am bên bờ vũ trụ không? Chị trả lời giá. Anh muốn em thề cái gì, anh cứ nhắn tin qua. Và em đứng em thắp ba cây nhang em thề, sẽ cho người quay phim ghi âm lại cái lời thề của em. Có, tôi thề anh, tôi yêu anh suốt đời, được chưa? Chị cũng nhắn tin. Thấy không, luôn tránh né cái lời thề của mình đối với cái cô lời kia. Này tôi không có nói trên mạng xã hội đó. Và em có xứng đáng để tôi thề không?
Làm sao dám thề cái lời thề đó? Người ta đem danh dự gia đình của mình ra cá cược đấy, làm sao cô dám? Đó là cái lời thề độc đấy, chứ không phải như mà đứng ở một cái ngôi chùa mà không lên thần linh, một cái ngôi đền mà gần đây nhất là cô đứng đâu ở ngồi cái vườn nào đó mà cô cho rằng đó là ngôi đền để mà cô đưa cái lời thề ra, không ai chứng giám được. Con đâu có biết em là ai. Lung lu lấp cái lời thề đấy không? Em ở đâu tôi còn không biết. Nếu em không đòi tiền, tôi đâu biết tên thật của em. Mà em đi lê lết hết kênh này đến kênh kia, em không có lo làm ăn. Tại sao cá khác biết được? Thì em, tôi đã nhắn tin rồi với em rồi. Ai xúc phạm em cứ liên lạc với người đó. Sự thật tôi cũng không biết em ở Gia Lâm, cô cũng không biết tên của em đâu. Em không đưa quá thông tin chuyển tiền tôi không biết. Mà cái đức thầy Độ Âm Binh là vô tình tôi mở cái bỏ chặn ra, tôi mới thấy hai cái gương mặt giống nhau, tôi mới biết em là một người để tôi xứng đáng để thề không. Luôn tránh né thấy không các bạn, cái lời thề nó quá thâm cay đi, làm sao cô dám được. Với cái bình luận đó của em thì em có xứng đáng để tôi thề không? Không dám chứ không phải là không xứng đáng. Tôi đang là mạnh thường quân của em đó. Tôi không thấy em trả lời cái vụ tôi chuyển tiền dư cho em 500.000. Em lơ luôn, em chặn Zalo tôi luôn. Mà em đi lên kênh của thằng Lão Đại, em lại vu khống xúc phạm tôi chỉ cười. Bởi em là khán giả, tôi là mạnh thường quân của em. Thì đã đủ biết bản chất con người em như thế nào rồi mà em kêu tôi thề. Em chưa có xứng đáng đâu. Nha. Ai xa, nghe cô thọc sĩ này cái giọng điệu rất là giả tạo nha các bạn, rất là giả tạo. Thì càng nghe cô thọc sĩ này thì chúng ta càng ngẫm thêm về cái sự thật về cái bản chất con người này. Càng nói thì cô lại càng lộ ra một cái sự gian manh, tráo trở và cái sự tham lam vô đối của mình. Cho nên là đến bây giờ cô phải chấp nhận cái sự thật này. Đấy, cô, tất cả những gì từ trước đến nay cô chia sẻ, cô tuyên bố là sự thật, đến bây giờ toàn là sự giả tạo hết. Bây giờ một cái lời thề khẳng định cô cũng không dám thề. Như vậy thì từ trước đến nay cô luôn nhân danh là một người là coi như là đầy đủ năng lực, đầy đủ niềm tin, có phải là để lọc lừa bá tánh không? Và tất cả những điều đó đều chứng minh qua cái sự gian trá và tham lam. Đến bây giờ cộng đồng mạng cũng đã là quá hiểu và quá là thừa biết về cái bản chất con người cô rồi. Cho nên là càng nói thì cô lại càng thêm cái sự nhục nhã này nữa thôi. Cho nên là bởi vậy cho nên là dạo này cô đâu có thường xuyên lên đâu các bạn. Còn anh ẩn danh kia thì khỏi nói rồi, anh kia thì đăng bào đăng cài view, cho nên là chấp nhận cho ảnh thôi. Chứ bây giờ ảnh không làm YouTube mà, tội cho ảnh như vậy đó. Ảnh sống vì coi như là cái sự mà hiếu đạo đối với bản thân, giúp đời giúp người một cách vô điều kiện như vậy đó. Là tối ngày lên bào lên cài là quá trời trời quá đất luôn. Đấy, một cái lời thề cô đã nhắc đi nhắc lại như vậy mà đến bây giờ cô vẫn quanh co cho rằng là người này không xứng đáng để cô thề. Một cái lời thề nó rất là độc. Người ta đã khẳng định đem cả gia đình mình ra để chấp nhận đánh đổi đó. Nếu cô nói rằng là cô không đưa thông tin cá nhân của người khác lên thì cô hãy lấy gia đình của người của cô đem ra thề và cá cược với tôi bằng cái lời thề độc này hay không. Người ta dám cá cược vậy đó, con cái gia đình của người ta mà cô này đâu có dám đâu. Cho rằng là cô này không xứng đáng để cho tôi thề, phải không? Một cái sự trăn tráo như vậy đó các bạn.